mình hỏi người khác chị đi. Ơi, chị ra đi. Bây giờ hỏi ba. Trời ơi, đi nó có ba. Gì về ngủ. Bây giờ đi nếu cục hơn làm gì trời. Anh có một cái free ticket. Vé máy bay. Mà muốn đi đâu cũng được hết. Thì anh đi đâu? À nếu mà vậy á thì bây giờ một á mình thôi ha. Bổ túc thật với trò một chơi thôi nha. Nếu mà cái câu trả lời đó mà người đó trả lời hay á thì mình thưởng người đó nhau. Thiệt đó đừng vé máy bay thiệt đó hả? À còn hả? À thì lớn gì cũng được hết. Một cục kẹo hay cái gì đó hay là tùy mình. Còn hả nếu mà câu trả lời dở nó xì gì cái. Câu hỏi không kìa. Mà mình bổ túc theo trò chơi nữa, sau khi mình trả lời xong rồi đó thì mình chỉ người nào thì người đó nói tiếp cái câu chuyện đó. Ví dụ giờ Phong Lan hỏi mình có ticket mình đi đâu, mình nói là tôi đi qua Phi Châu đó, thì cái mình chỉ thật thì thật,